Chào các em, chúng ta lại tiếp tục đi vào tuần 8 nha của lịch sử lớp 8, đó là bài 11, các nước Đông Nam Á cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Nội dung chính của bài có hai phần, thứ nhất là quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á. Nội dung thứ hai là phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á. Và đây là cái lược đồ các quốc gia Đông Nam Á nha. Và tất cả Đông Nam Á có 11 quốc gia hiện nay. Hiện nay có 11 quốc gia. Nhưng vào đầu thế kỷ 18 thì Đông Nam Á chỉ có 9 quốc gia thôi nha. Chúng ta xem 11 quốc gia hiện nay của Đông Nam Á. Thứ nhất, số 1 là Myanmar nha. Số 2 là Lào, số 3 là Việt Nam. Đó, chúng ta xem cái lược đồ này rõ hơn. Đó, số 1 là Myanmar, số 2 là Lào, số 3 là Việt Nam, số 4 là Thái Lan, số 5 là Campuchia, số 6 là Malaysia. Malaysia nó còn một phần lãnh thổ bên tay phải nữa, nhưng cái đây nó không thể hiện rõ được nha. Số 7 là Singapore, hòn đảo nhỏ nằm ở phía dưới Malaysia. Số 8 là Brunei. Số 9 là Indonesia, là quốc gia rộng lớn nhất của khu vực Đông Nam Á, bao gồm rất nhiều đảo ở phía dưới. Số 10 là Philippines. Và số 11 là Đông Timor, nhưng ngày nay người ta gọi là Timor Leste. Đây là 11 quốc gia của Đông Nam Á. Và chúng ta đi vào phần 1 La Mã, quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á. Hay có thể nói một cách đơn giản hơn là cái nguyên nhân nào mà Đông Nam Á bị các nước phương Tây xâm lược. Thứ nhất nha, là Đông Nam Á có vị trí quan trọng, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến đang suy yếu. Đây là nguyên nhân chính để cho Đông Nam Á bị xâm lược. Và các em thấy rằng phía dưới là khu vực Đông Nam Á, bên phải là Thái Bình Dương và bên trái là Ấn Độ Dương. Và chúng ta thấy nó nằm án ngữ, Đông Nam Á nằm án ngữ ngay vị trí thông thương từ Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương và ngược lại. Có thể nói rằng đây là một vị trí cực kỳ quan trọng. Nó khống chế con đường đi từ Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương và ngược lại. Và cũng chính vì lý do đó mà Trung Quốc hiện nay cố gắng là tranh giành khu vực Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam ở trên Biển Đông và gây ra tình hình căng thẳng ở khu vực này. Đây là nội dung chúng ta cần phải ghi nha. Nửa sau thế kỷ 19, các nước phương Tây đẩy mạnh xâm lược Đông Nam Á. Và chúng ta sẽ xem đây những nước nào xâm lược nước nào. Anh xâm lược Myanmar. Pháp xâm lược Việt Nam, Lào, Campuchia. Anh sau khi xâm lược Myanmar thì tràn xuống xâm lược Malaysia. Lúc này Singapore vẫn là nằm trong lãnh thổ của Malaysia, nó thuộc liên bang Malaysia. Đó, Anh. Hà Lan, chữ H ở đây là Hà Lan. Hà Lan xâm lược Indonesia. Tây Ban Nha, rồi sau đó là Mỹ. Tây Ban Nha, sau đó là Mỹ xâm lược Philippines. Còn Brunei lúc này cũng là thuộc liên bang Malaysia, cho nên ở đây nó ghi là chữ A, tức là Anh xâm lược Singapore và Brunei. Hà Lan xâm lược toàn bộ Indonesia, chỉ trừ có hòn đảo đó là Timor, thì bị Đông Timor bị Bồ Đào Nha xâm lược. Chữ B đây là Bồ Đào Nha xâm lược Đông Timor. Như vậy chúng ta đã hiểu được cái nguyên nhân và Đông Nam Á đã bị xâm lược.
Và riêng ở đây có một cái quốc gia không bị xâm lược, đó chính là Thái Lan. Thái Lan với đường lối ngoại giao khôn khéo và mềm dẻo, cho nên dưới sự cai trị của vua Rama Đệ Ngũ, cho nên Thái Lan vẫn giữ được độc lập. Có thể nói rằng Thái Lan, hay còn gọi là Simla, là nước duy nhất vẫn giữ được độc lập trong khu vực Đông Nam Á. Chúng ta đi vào phần 2, La Mã, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của Đông Nam Á. Thì cái nguyên nhân nào nó làm cho nhân dân các nước Đông Nam Á đứng lên chống lại đế quốc thực dân? Đó. Do chính sách cai trị hà khắc, tàn bạo của thực dân phương Tây, đó là gì? Là vơ vét, đàn áp, và thâm độc nhất là chính sách chia để trị, chia nhỏ ra để dễ cai trị. Ví dụ như tại Việt Nam thì Pháp đã chia Việt Nam làm ba kỳ: Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ, và gây ra cái sự chia rẽ dân tộc nha, để nó dễ bề cai trị hơn. Những điểm chung mà chính sách cai trị vơ vét bóc lột nè, chia để trị, đó là điểm chung của các nước đế quốc phương Tây khi xâm lược Đông Nam Á. Nó làm cho mâu thuẫn dân tộc bùng lên nha, và các nước Đông Nam Á đã đứng lên đấu tranh chống lại thực dân đế quốc. Và chúng ta đi vào từng phần cuộc khởi nghĩa nha. Thứ nhất là ở Indonesia. Indonesia, đó, em thấy những cái đốm lửa đó là bùng lên, đó là những nơi có phong trào đấu tranh của nhân dân Indonesia. Đó, nhiều tổ chức yêu nước của trí thức nè, tư sản ra đời. Năm 1905, nhiều tổ chức công đoàn thành lập. Công đoàn là tổ chức của công nhân và truyền bá chủ nghĩa Mác. Sự kiện quan trọng nhất là 1920, Đảng Cộng sản Indonesia thành lập để lãnh đạo phong trào đấu tranh. Đó, số 1 là Indonesia. Thứ hai là chúng ta đi vào quốc gia thứ hai, đó là Philippines. Đó. Thì 1866 đến 1868, thầy xin lỗi, đây là 1868, thì cuộc cách mạng bùng nổ, Philippines đã lật đổ được Tây Ban Nha, nước Cộng hòa Philippines ra đời. Nhưng ngay sau đó thì Mỹ đã tràn vào xâm lược Philippines, và nhân dân Philippines phải tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ. Như vậy cùng một lúc hai đế quốc đã xâm lược Philippines. Thứ ba là cuộc đấu tranh của Miến Điện. Ở đây thầy biết sai, không thầy không có nhìn rõ được nha, cho nên thầy biết sai chữ Miến Điện. Thì tại Miến Điện năm 1885, kháng chiến chống thực dân Anh bùng nổ. Thứ ba là Miến Điện, Myanmar. Thứ tư là phong trào đấu tranh ở Campuchia. Ở đây có hai phong trào, chỗ hai đấm lửa. Thứ nhất là từ năm 1863 đến 1866, khởi nghĩa của Achaswa ở Takeo. Và cái khởi nghĩa thứ hai, đó là từ 1866 đến 1867, khởi nghĩa của nhà sư Bukombo ở Krache ở phía trên nha, còn Takeo ở phía dưới đó, các em quan sát trên lược đồ. Đây là hai cuộc khởi nghĩa nổi bật của Campuchia trong giai đoạn này. Thứ tư là phong trào đấu tranh của nhân dân Lào. Năm 1901, Phakaduk lãnh đạo nhân dân Savanakhet khởi nghĩa vũ trang. Đó, ở phía trên, đốm lửa phía trên, Savanakhet là một địa danh ở Lào. Và cuộc khởi nghĩa thứ hai, đó là 1901 đến 1907, khởi nghĩa bùng nổ ở cao nguyên Bolophen. Đó, phía dưới, khởi nghĩa bùng nổ ở cao nguyên Bolophen. Và đây là hai cái khởi nghĩa chính của Lào. Và đó là phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Ở
Ở đây chúng ta chỉ nói sơ qua thôi. Cái phần nội dung chủ yếu là chúng ta sẽ học ở học kỳ 2, tức là phần lịch sử Việt Nam. Và đây là bản đồ Việt Nam lúc bấy giờ nha. Đó, những đốm lửa, tại sao có những đốm lửa như vậy? Từ 1885 đến 1895, 10 năm thì phong trào Cần Vương bùng nổ. Thầy nói sơ qua, phong trào Cần Vương là gì? Là hưởng ứng lời kêu gọi của vua Hàm Nghi. Thì nhân dân ở khắp mọi nơi đã nổi dậy. Và những cái cuộc nổi dậy đó người ta gọi là nằm trong phong trào Cần Vương. Và phong trào thứ hai nổi bật đó là từ năm 1884 đến 1913, phong trào nông dân Yên Thế bùng nổ tại tỉnh Bắc Giang ở phía Bắc. Yên Thế là một địa danh, còn người lãnh đạo của phong trào này là một nhân vật rất nổi tiếng, đó là Hoàng Hoa Thám. Và đáng tiếc là tất cả những cái phong trào này đều thất bại. Đây là hình ảnh của nghĩa quân Hoàng Hoa Thám. Yên Thế đây. Thì ở đây người ta hỏi là yêu cầu nhận xét gì về phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Đó là kết lịch sử. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát, ở đây người ta ôn lại phần này, nội dung này. Từ 1885 đến 1895, phong trào Cần Vương bùng nổ tại Việt Nam. 1863-1866 là khởi nghĩa Hachasoa ở Tà Keo là của Campuchia. 1866 đến 1867 cách mạng bùng nổ. Đó là ở Philippines nha. Từ 1885 kháng chiến chống thực dân Anh bùng nổ là tại Miến Điện. Thầy sẽ sửa lại mấy cái từ sai này nè. 1901 đến 1907 khởi nghĩa bùng nổ ở cao nguyên Bolivian, đó là của Lào. 1905 nhiều tổ chức công đoàn thành lập, đó là tại Indonesia. Đây là phần ôn tập lại cho cái nội dung trên nha. Đây là phần chuẩn bị về nhà và chuẩn bị cho bài sau, đó là Nhật Bản giữa thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Và xin chào các em.